tin giáo xứ Sơn Lộc Giáo xứ Sơn Lộc hành hương ba dòng Ba dòng là điểm hành hương năm thánh mừng kính các thánh tử đạo Việt Nam cho giáo tỉnh Sài Gòn Kỷ niệm 30 năm phong hiện thánh cho 117 vị anh hùng tử đạo Việt Nam đón nhận ơn toàn xá Giáo xứ Sơn Lộc đã tổ chức hành hương đến địa điểm này vào ngày 17 tháng 11 năm 2018 Khởi hành từ nhà thờ Sơn Lộc lúc 6 giờ 30 Cha xứ Du Xe Nguyễn Văn Thân, ban mục vụ giáo xứ cùng khoảng 100 bà con giáo dân trong xứ, tập trung về sân nhà thờ, xin Chúa và mẹ Maria chúc lành cho chuyến đi được bình an. Đoàn đã đến nhà thờ Ba Rồng lúc 9 giờ. Sau khi ổn định, cha xứ quý dì dòng mẹ nhân ái và cộng đoàn đã dâng hoa cho thánh phê -rô Nguyễn Văn Lựu tại Linh Đài. Cùng dâng hương và hoa có cha xứ và cộng đoàn giáo xứ Phước Vĩnh thuộc giáo phận Phú Cường và bốn giáo sứ khác nữa. Trong bài giảng, cha Giuse Nguyễn Văn Thân đã lược qua tiểu sử các thánh tử đạo tại nơi đây. Thánh tử đạo phê -rô Nguyễn Văn Lựu cùng với 27 bà con giáo dân đã bị xử chém tại Ba Rồng ngày 7 tháng 4 năm 1861. Mộ ngày sau nhiều lần cải táng đã an nghỉ tại đất thánh ngay sau ngôi thánh đường này. Ngày nay không còn cảnh bắt bớ giam cầm người tín hữu nữa, nhưng với áp lực của cuộc sống, không chịu được gian khổ. Một số người đã đánh mất niềm tin, tự quên mình là người công giáo. Ước mong mọi tín hữu hãy noi gương các thánh, giữ vững niềm tin nơi Đức Giêsu phục sinh, trung thành với Chúa và hội thánh đến cùng. Thánh lễ kết thúc với ơn toàn xá và mọi người tham dự được hôn kính xương thánh là dấu tích xác thực cho niềm tin nơi mình. Sau bữa cơm trưa mọi người cùng nhau viếng đất thánh, nơi đây có mộ thánh Phêrô và 27 giáo dân, cầu nguyện và dân hương để tỏ lòng kính mến, khâm phục các ngài, kỷ niệm một dấu ấn khó phai của mỗi người.